Chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trong video ngày hôm nay. Đó, ở nhiều video trước em có làm những video về ghép lan, thế nhưng em rất là ít khi em show lại thành quả, cho nên cũng tạo ra những nghi ngờ cho các bác. Là rất nhiều bác nghi ngờ là có khi là trồng xong thì cây đã chết rồi hoặc là cây không phát triển, cho nên em mới không ghi hình lên cho các bác xem. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua em có lấy những cây Avanda, Vanda nâu với Vanda hương chanh ấy, em lấy về chia sẻ cho khá là nhiều bác cùng. Vì trong đợt đó em trồng một cây nó khá là độc lạ, em trồng trong một cái ống nhựa nên cũng nhận được rất nhiều sự tò mò của các bác chơi lan. Không biết là trồng cây lan vào ống nhựa thì nó phát triển như thế nào và liệu nó có bám rễ vào ống nhựa hay không. Thì ok, hôm nay em sẽ lên một video để review chi tiết cho các bác xem cây lan Vanda nâu mà em đã trồng hồi đầu năm các bác nhé. Đây là hình ảnh của cây lan Vanda nâu sau một vài tháng trồng này, bộ rễ này nó vẫn bám rất là chắc vào cái phần ống nhựa này. Đấy, bên trong là giá thể than củi nhé. Đấy, em khoan rất là nhiều những cái lỗ này để mục đích là để cho nó thoát ẩm cũng như có không khí lưu thông bên trong phần giá thể. Còn bên trên nóc thì em để một cây tổ quạ để cho nó giữ ẩm cũng như để giữ phân bón nó tốt hơn. Thì em có để một túi phân chì nhật để em bón ở trong cái phần tổ quạ này. Đối với những cây lan mà chúng ta trồng bằng giá thể tổ quạ ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà bón phân dê. Các bác lưu ý vấn đề này nhé. Về tình trạng phát triển của cây lan thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, toàn cảnh của cây lan này. Do em lấy ở khá là gần nhà cho nên trong quá trình vận chuyển cây nó không bị chột nhiều nên nó phát triển khá là nhanh và không bị chột. Khi mới ghép vào được tầm 7 đến 10 ngày thôi là bắt đầu nó đã ra những cây rễ mới rồi. Và hôm trước thì có bác hỏi em là dùng thuốc kích rễ gì mà ra rễ nhiều thế, kể cả lan phi điệp hay là lan đơn thân, thì em thấy nó cũng đều ra rễ như vậy này. Ra rễ rất là nhiều luôn. Như đống rễ này bên đây, đây chỉ là một phần nhỏ của rễ bên ngoài thôi nhé. Còn bên trong có rất là nhiều những cái rễ nó bám vào bên trong cái rêu này. Đó, các bác thấy không? Đây là cây lan Vanda nâu mà em đã lấy hồi đầu năm đó. Lấy về em ghép vào một cái ống nhựa. Và bên trong thì em bỏ giá thể than củi. Và ở đằng bên này, còn đây là cây Vanda hương chanh này. Vanda hương chanh nó phát, em trồng nó vào chậu thì có vẻ nó phát triển ổn hơn. Lúc đầu khi mới lấy về thì cây này nó cũng sung hơn vì nó mọc ở trên cây khá là cao với lại cây khô nữa nên là dinh dưỡng của nó khá là dồi dào. Lúc lấy nếp cây nó xanh rất là mướt. Em lấy về em để ngoài nắng trực tiếp cho nên nó bị, để ngoài nắng trực tiếp hiện tại lá nó hơi bị vàng một chút rồi. Ngày trước ấy, lá của nó lá xanh nõn chuối cơ, nhìn rất là hay, rất là đẹp luôn. Nhưng cho nó ăn nắng hơi nhiều, lá nó ngả sang màu vàng như thế này. Khi cây lan giáng hương ấy, chúng ta cho nó ăn nắng nhiều thì nó sẽ rất là siêng hoa các bác nhé. Hôm trước em thấy có một vài bác bình luận trên kênh là cây lan giáng hương như là lan đơn thân á sẽ không chịu nắng được như là cây lan thân thòng. Nhưng cái này là không đúng nhé. Vì bất cứ cây nào nó cũng sẽ có những loại cây nó chịu nắng tốt, có những cây nó chịu nắng kém hơn. Đó, như các bác thấy em đặt cái chậu Vanda hương chanh này, nó rất là nắng luôn. Khu vực này thì nắng từ lúc 11 giờ trưa rồi. Nó rất là nắng luôn. Đây nhá, hướng đông bên này nhá. Buổi sáng 11 giờ là nó bắt đầu check sang đằng kia là bắt đầu nó phơi rồi. Phơi từ 11 giờ cho đến hiện tại đã là hơn 4 giờ. Đấy, 4 giờ rồi mà mặt trời vẫn còn cao tít như này. Hiện tại rất là nắng, rất là nóng luôn. Đứng đây quay mà vã mồ hôi luôn các bạn. Được cái là bên dưới này là dòng sông cho nên view nó cũng khá là đẹp và cũng có độ ẩm từ hơi nước bốc lên cho nên cây nó cũng sẽ chịu nắng ok hơn. Đó, cây nó rất là khỏe như vậy. Đây, ngay cả cây lan kiều này em cũng ghép vào một cái phần giá thể tổ quạ này. Đó, đây là một cây lan kiều, không phải là kiều rẻ rách đâu nhé. Đây là kiều tím yên tử, một giống lan kiều khá là quý hiếm và đắt đỏ, nhưng em cũng đem ra em thử nghiệm trồng vào một cái giá thể tổ quạ như thế này. Đó. Như cây Vanda nâu này thì lúc em lấy ấy, nó ở một khu vực khá là khuất
nó chỉ được ăn nắng buổi chiều thôi, nó mọc trên trên đá và khi lấy về thì nó cũng bị cháy khá là nhiều. Thế nhưng chỉ sau một vài tháng thích nghi thì nó đã có thể thích nghi được với thời tiết ở tại chỗ em. Đó, các bác có thể nhìn thấy được là những cây con này này, đó, nó bị cháy vàng hết như thế này đây. Khi cây con lên nó bị cháy thì nó lại tiếp tục đẻ ra những cây tiếp theo. Đó, những cây lớn thì sẽ không vấn đề gì cả, nó chỉ hơi vàng lá một chút thôi. Nhưng đối với lan giáng hương, chúng ta trồng bằng cách này thì mật độ ra hoa nó sẽ rất là dày và rất siêng hoa nhé. Ở khu vực này thì rất là nóng nhé, buổi trưa nó có thể đạt đến 40 cho đến 45 độ. Đó, các bác thấy này, bên dưới này là một mái tôn pro xi măng của nhà hàng xóm này. Đằng kia là toàn bộ bê tông hóa hết này. Đấy, đây, quay toàn cảnh cho các bác xem này. Đây là bên này là nhà mình, bên này là tường bê tông nhà mình này. Đấy, thật sự gọi là bê tông hóa hết rồi, nó rất là nóng. Nhiều bác cứ cho rằng là chỗ em mát quá cho nên mới trồng lan ngoài nắng trực tiếp được. Thế nhưng có phần đúng cũng có phần không đúng. Vì thời điểm buổi trưa mùa hè miền Bắc thì gần như chỗ nào cũng nóng cả, nhưng nó nóng rát hay nóng dịu thôi. Hiện tại hơn 4 giờ rồi nhưng nhiệt kế ở trong nhà em vừa mới lôi ra này vẫn còn 34 độ này, cũng không phải mát mẻ gì đâu các bác. Đó, đây là cây Vanda hương chanh có hoa màu xanh vàng đó. Vừa rồi em có làm một video là cây lan Vanda hương chanh đột biến xanh vàng. Đó, em thấy mặt hoa của nó sáng khá là đẹp cho nên em đã thực hiện kích cây con này. Kích nhưng bị nó quá đà cho nên nó đẻ nhiều quá các bạn. Đó, cây này nó đẻ tận là không biết bao nhiêu con luôn. Chắc là không nuôi nổi, em sẽ phải vặt bớt đi một vài cây con để cho nó có dinh dưỡng để nó nuôi những cây con còn lại nó tốt hơn các bác nhé. Khi cây lan nó được ăn nắng nhiều và có độ ẩm đủ thì nó sẽ phát triển rất là tốt, cây nó rất là cứng cáp và đành cây như thế này, gần như kháng mọi loại bệnh tật luôn. Đấy, vừa rồi miền Bắc cũng trải qua mùa mưa khá là dài, như phi điệp hay là lan thân thòng thì thối rất là nhiều, nhưng đối với lan đơn thân thì nó rất là khỏe. Bên này em còn mang cả cây đai châu Thái ra em thử nghiệm xem là nó chịu nắng được không này. Đấy, vừa rồi cơn bão nên là phải buộc vào như thế này này, nhìn nó khá là ngổn ngang nhưng tạm thời an toàn là trên hết các bác nhé. Đó, những cái lá này này các bác thấy không, những cái lá cũ này là những cái lá của nhà vườn lúc mà em lấy về á. Cái lá này nó rất là yếu và khi mà mang ra nắng thì nó héo hết như thế này đây. Thế nhưng còn đối với những cái lá tươi mà nó ra tại vườn em ấy thì nó có bị sao đâu, đây rất là mượt luôn. Đó, nắng mùa hè thời điểm mà giữa tháng 7 này cũng gọi là nắng gắt nhất trong năm rồi, tháng 8 là bắt đầu dịu dần rồi. Khi mà nó vượt qua được cái thời điểm tháng 7 này thì chắc chắn là nó sẽ vượt qua một cái mùa hè rất là êm xuôi thôi, không có gì đáng ngại đâu. Còn đối với lan cảnh giao thì chúng ta không phải bàn tới đâu, một dòng lan lá kim chịu nắng cực kỳ tốt. Đối với lan giáng hương ấy thì sẽ có khá là nhiều loại chịu nắng được nhá. Ví dụ như lan phượng vĩ này, lan huyết nhung này, rồi lan vanda này. Lan đuôi cáo thì chịu nắng nó kém hơn một chút, nhưng khi chúng ta đào tạo thì nó vẫn có thể chịu nắng 100% được. Với điều kiện là bên dưới phải có nước nhá. Bên dưới là phải có biển hồ hoặc là chúng ta tạo những cái, hoặc chúng ta để những khay nước thì nó sẽ chịu nắng được. Kiểu như vậy đó. Đó, lan đen rô này, ngay cả những cây lan đen rô khi mà chúng ta không thích nghi dần ta mang ra nắng trực tiếp luôn thì nó cũng sẽ bị cháy lá thôi. Cái gì cũng cần thời gian thích nghi cũng như một khoảng thời gian cũng như một quá trình đào tạo để cho nó có thể thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt mà nó sẽ phải hứng chịu. Có rất nhiều bác cho rằng là sẽ không có một cái loại lan nào chịu nắng 100% được. Thế nhưng thực tế thì nó lại không phải như vậy. Vì các bác đi tìm lan thì các bác mới thấy được là ngoài tự nhiên nó khắc nghiệt như thế nào. Nhiều khi những cây lan nó mọc ở ngoài cây tươi nhưng không may là cây đấy nó bị chết khô và gãy hết ngọn đi. Nó vẫn phải chống chọi với cái nắng gay gắt của mặt trời.
Chính vì thế nên là nó chỉ cần thời gian thích nghi thôi, gần như là bất cứ loại lan nào nó cũng sẽ chịu nắng được. Nhưng có loại nó chịu được trực tiếp, có loại thì nó không chịu được trực tiếp thì nó sẽ bị chết đi, thế thôi. Nói chung là những loại lan mà nó lá dày, rồi lá nó đanh thì nó đều chịu nắng rất là khỏe nhá. Như ở bên ngoài đây thì em có một cây lan kiếm xích ngọc này. Đây là cây lan huyết nhung vàng này. Đó, các bác nhìn thấy không? Cái bộ lá của nó này rất là cứng và đanh như thế này. Bên này là cây kiếm lô hội này. Hiện tại đã là thời điểm giữa và gần cuối tháng 7 rồi. Nó vẫn cho những chùm hoa rất là sặc sỡ như vậy. Hôm trước có một bác trên kênh có bình luận là những cây lan khó thuần mà em trồng từ đầu năm hiện tại đã chết hết chưa. Có lẽ trong thời gian sắp tới em sẽ review những cây lan khó thuần mà em đã trồng và chinh phục nó và cập nhật tình hình phát triển đến thời điểm hiện tại đã là giữa và cuối tháng 7 các bác nhé. Đó, trước mặt các bác đây chính là một cây đại bạch hạc với một cây hoàng thảo u lồi đang rung rinh trong gió này. Đó, các bác nhìn thấy không? Hiện tại nắng còn rất là gắt nhé, nhưng em treo bên ngoài này để cho nó ăn nắng nhiều, để cây nó phình to thân, nó mập thân hơn. Đó, đây, bên này cũng có một cây lan kiếm này, kiếm giang hoa này, đuôi cáo lá xếp cao bằng này. Hiện tại cây còn rất là bé thôi. Và đấy là tất cả những gì mà em cập nhật để chia sẻ đến với các bác. Nếu mà các bác thấy video hay, thú vị, các bác đừng quên nhấn like video, nhấn đăng ký kênh để cho đăng ký kênh nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.